hôm nay nấu thịt chua. Đây là đội đội nhà. Cảm ơn Ray Em nha, Ray Em đã tài trợ bữa cơm cho bà con. Hello. Không có, nó bị nước thối. Phải cắt ra. Đang đi từ thiện đây, em nào nói xinh xinh lung linh luôn. Đi từ thiện mà tưởng đâu đi đi là tiếp cận với bác sĩ không chứ. Bữa nay mình đổi bệnh viện nha, mình đi bệnh viện thị xã. Nó nấu nước hay nấu cơm anh? Dạ. Nó nấu nước hay nấu cơm? Nấu nước mà hồi nấu chua nè. Dạ. Nấu cơm còn này. Cái này nóng quá anh ngồi xích ga xíu, nóng quá chừng nóng. Dạ. Nghiệp. Được đồ ăn cho bà con ăn cực khổ. Lấy lá dừa này đi trộn vô. Mình không có cháu không gì hết trơn ha anh? Có cháu giờ cái này quá nè. Dạ. Mình phải nấu nè. Nấu nước. Dạ, nấu chua, nấu nước cho nó sôi. Nó muốn sôi hay gì? Chưa sôi. Cái này là nấu canh hay gì vậy? À, mình lấy nước đó đó. Là có khi mình nấu canh mà ấy, mình múc nước nó sôi đó, mình đổ qua này. Nó, mình chỉnh nó mau. Đâu mình dở chảo lên đây đi. Mạnh lên, cố lên. Ôi, nó nước sôi. Nước đó hầm nóng chua ha anh? Dạ. Cái chảo nó sen quá thì thôi. Bên đây là nước nóng nè, cái hồi xưa là phải người đứng múc nước cho bà con, mà bây giờ có ta chế tạo ra cái vòi đó, sôi ra cái dặn cái vòi xuống để bình thủy vô là bệnh nhân. Dạ, bệnh nhân lấy về dạ, để cái cà nó chín luôn rồi nè anh bỏ luôn hả, nướng vậy? Có cô nào chết hả? Thải kia chạy. Thải nữa. Em hết luôn hả? Đây là nồi canh chua. Chảo canh chua. Được phải không? Dạ, tôi lên như lượt rồi, giờ đâu có đậu đâu. Lượt rồi gì á? Dạ, đậu bắp nữa nha. Đây, đậu bắp trước đi. Lá cải theo sao? Không, đậu bắp qua mềm mà. Đậu bắp qua mềm. Nó nóng rồi, đậu bắp qua mềm. Vậy này hả? Đậu bắp nó mềm mềm. Giá là hút mấy giải vô là hút à. Nó không có ngon. Rồi đó hết rồi đó. Cà chua đó, cà chua đây cuối cùng với cà với giá nè. Để cà lên mình lại giá. Nha, cà chua cho bỏ trước 15 đúng 10 rồi, phút ăn cho nó thấm, chứ bỏ vô liền ăn cho nó ra mùi chua. À. Có chi vậy anh với chị? Mỗi đằng sấy đằng để cho cầm cho nó thơm.
cái nồi cơm chua. Xe đồ đó. Bỏ rau vô chưa? Bỏ rau vô chưa? Chưa đi. Còn kia nữa. Còn xả nữa. Xả đâu mà nước mà. Đó, nước người ta xin người ta bơm vậy đó. Còn xả nữa kìa. Nói sáo xả. Thấy lên ngay, dở cái nắm gấp lên cho tao nhìn mặt sợ. Ừ. Lấy cái len đồ sút sút rồi. Làm cho dăm tí. Đó phải nấu cầm cái len đó. Cầm không được chuẩn xác cái len là xỉu. Đây là ban chỉ huy. Đây là tổng quan của phía trước của khu bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy. Dạ, có một người ăn à. Ai đó có thể... Ai vậy? Có gì cho ly thêm mượn, có cái ly không mượn? Kìa ly sao lưng dạng nè. Mượn hỏi ấy thêm không nè. Bà con đây đông lắm mà gà này mà nghèo nữa cưng. Cưng cho bữa cơm, cưng cho cơm nè, người ta mừng lắm. Mọi người cảm ơn cưng nhiều. Đó, mấy người già bệnh không đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Dạ, không rồi. Cái ly nè.